Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Lai gửi đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất. Thì bữa nay á, Lai tiếp tục thăm bẫy chồn nữa cái nhà. Bữa nay Lai có đem theo là 5 cái bẫy si cua với tơ lưới và chuối thì Lai cũng để bên đây cái nhà. Chuối Lai cũng mới đi dọc đường Lai ghé Lai mua thôi, chứ còn Lai có mua dự bị sẵn được, bị dự bị sẵn qua cái nhà. Chuối còn xanh dần à, bữa nay đi mua chuối hồm hồm vậy nè. Đó, cả nhà hỏi Lai đặt mồi gì thì lúc nào Lai cũng vẫn là có chia sẻ trên đầu clip hết cả nhà. Thì Lai đặt bẫy chồn thì bằng mồi chuối thôi, chứ có mồi gì khác. Chuối rồi túi lưới và bẫy si cua bữa nay á, là bữa nay Lai thăm tổng cộng luồng bẫy này là 22 cái cả nhà, 24 cái mà Lai bị mất hai cái rồi, Lai cũng có quay chia sẻ lên. Thì bữa nay Lai đem thêm 5 cái nữa, bởi vì quýnh đường xa đó cả nhà, mình phải quýnh bẫy hơi nhiều nhiều một chút mới có kinh phí nha cả nhà. Đây xém là xém thua không nghe cả nhà, mà cuối cùng lại dính. Thì đó là xe của em Nhàn. Em Nhàn đã cũng vô đó thăm cái bẫy đầu tiên rồi. Trong đó đó cái nhà, cái bẫy hồi rồi Lai chia sẻ lên em Nhàn nó xách con chồn ra đó. Mình biết nó trùng đầu nó ra thầm không biết. Thì những có cái những mấy câu bình luận hỏi Lai là giá chồn á là bán bao nhiêu một ký, thì cho Lai xin nói những cái lời nói này luôn cả nhà. Đó là trên kênh đó thì Lai cũng nói thật luôn, miễn cô chú anh chị thương Lai á cả nhà, thì trên kênh đó thì Lai không có được phép mà để nói mua bán cả nhà. Rồi giá chồng bao nhiêu một ký thì Lai cũng không nói được cả nhà, bởi vì Lai trả lời những câu bình luận á thì ở trên kênh á thì chẳng khác nào Lai mua bán trên kênh này cả nhà. Cả nhà cũng thôi hiểu cho Lai và thương Lai, thông cảm cho Lai nghe cả nhà. Lai mong cả nhà là hiểu cho Lai và thương Lai, chứ Lai cũng không biết nói lời cách nào hơn nữa cả nhà. Thì cả nhà muốn hỏi Lai cái cách đặt bẫy sao thì Lai cũng không có tài giỏi gì mấy cả nhà, thì Lai biết được bao nhiêu thì Lai chia sẻ bao nhiêu, chứ còn những cái tài giỏi thì Lai không dám nói lên đâu nghe cái nhà. Chào cái nhà, cái nhà ơi, chào cái nhà. Em Nhàn nó mới thăm bẫy ra cái bẫy đầu tiên lại hụt rồi cả nhà, thì Lai chỉ biết bao nhiêu đó thôi cả nhà. Còn hỏi Lai những điều gì hết, điều gì khác Lai xin trả lời hết toàn bộ luôn cả nhà. Còn cái giá chồng và cái giá mua bán của Lai á thì Lai không có chia sẻ được. Lai mong cô chú anh chị và các bạn thương Lai mà thông cảm cho Lai nghe cả nhà. Cái đầu tiên luôn cái nhà, Lai tới cái bẫy chưa luôn cái nhà, cái này tỷ lệ dính rất cao rồi, sao kìa chó quằn quẩy ra cả nhà ơi, banh cạnh hết trơn luôn, dính luôn, trời trời dính tròn cả nhà ơi, dính tròn mà chó quằn gì nè cả nhà, không còn gì cái bẫy luôn, quá đà, quá đà. Mà em xuống cái đầu tiên lụm kiếm cho nào giờ cái bẫy cái nhà, cái chó quằn thua rồi. Hết biết mấy chó này thiệt, cắn banh hết trơn này cả nhà, cắn banh hết trơn luôn, mà còn hơn được em chồn không xảy. Để Lai bỏ vô cái tiếp đâu, ôi Lai bỏ vô kiếm chỗ nào lại bắt cả nhà, xuống rồi. Con này cũng ký cả nhà, ký á, nhờ hên không sao cả nhà, cái đầu tiên luôn. Nhà đã đông quá cái nhà, đây bắt luôn, em này chừng ký cả nhà, đây ký ăn lên đó, quá đã, cắn đứt rồi, so của Lai luôn cả nhà. Em này đừ cái nha, chó quậy cái đừ luôn, không la nổi luôn, cái đầu tiên luôn, chó quậy cái bẫy cái gì nè mà không móp, dính ngay cái bẫy đầu tiên cả nhà. Để Lai bỏ vô quầy cái clip Lai quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà, banh hết cái bẫy đứt cộng là so, thôi rồi tha cho cống gác vui hết biết mà.
Có người cho Lai quay gần gần lại cả nhà. Xe ngoài đầu 2-3 chiếc luôn. Còn chạy máy. Lai đặt ngay trái này. Khui vô nữa cả nhà ơi. Trời ơi, đã rồi, bữa nay chúng tới rồi cả nhà ơi. Ngày qua Lai dời mấy cái vô nữa nè. Trời ơi, nó sướng lắm. Sướng 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 sướng. Trời ơi, con này khủng lắm. Cái con này bao nhiêu? Ký mấy cả nhà, ký mấy rồi? Một ký mấy. Một ký mấy, quá đã rồi. Đó à. Sướng chưa cả nhà? Để Lai đặt lại, rồi Lai kiếm lựa chỗ khác để bắt ngay cả nhà, không có bắt đây được nữa. Quá sướng chưa? Anh Vũ bắt chùm Lai luôn cả nhà, chào cả nhà anh Vũ ơi. Chào cả nhà nha. con này có ký mấy anh Vũ? Ký mấy? Con này từ ký ba. Mập. Con kia chắc cũng trên ký rồi, không biết ký mấy á. Từ ký 1 đến ký 2 nữa. Xịt cái này cho nó thổi cái này chạy rồi. Nó nó là vậy đó. Thổi cái là chạy cái ghe vậy. Quá đã cả nhà ơi. 5 cái hai em. Của em ở dưới hả? Khúc dưới mấy cái đó, lụm mấy cái. Mấy cái rồi. Chụp mấy cái em cuốn mấy cái trên này dở xuống hết rồi. Dở chưa? Lại chia sẻ của mình lại thôi cái nhà, anh em ai cũng có nhóc chân nghe cái nhà. Cái khúc mà anh em có là đặt là ai cũng có nhóc hết rồi mà Lai chia sẻ một phần của Lai thôi. Của anh mắc bẫy. Thông cảm cho Lai cả nhà. Quá đã. Đi lên hả? Đi xuống. Rồi nó kiếm lại Lai này cả nhà. Không không. Đi xuống này thì. Cái Lai bỏ vô túi lưới cái tiếp tao quay chia sẻ nhà xem cái nha. Em hút kia mà vô rồi. Bữa nay mình nói mà thoát là Lai kêu nó còn bát luôn cả nhà. Để Trình Dũng vô thăm luôn. Hai lần quậy rồi đó. Lần thứ ba Lai tấn. Dính không Dũng? Sập không? Sập phải không? Sập là khó thoát. Lụm phải không? Đâu chạy được. Lai đặt là nó ém kỹ lắm cả nhà. Cho nó hết đường thoát luôn á. Nó khủng nữa. Khủng. Đâu thoát được. Cắn banh lò xo hết chân luôn. Nó thoát mà Lai kêu một bát luôn mà. Ba lần mới dính hết đây cả nhà. Con này khủng không? Không khủng không. Con này chắc hẳn ký ba lên. Ký ba. Đâu có chạy được. Cắn banh lò xo lá chân này cả nhà. Văng ngoài luôn. Quá đã. Để cho anh Vũ bắt ra luôn cả nhà. Cái này bắt ra rồi tôi sẽ đem xích vô đây đó. Đó phải đổi hướng nó đây một cặp lên cả nhà. Con này được không? Hả? Bỏ miếng cỏ vô cho nó miếng nước lại tính nè. Chưa biết. Không bự đâu à. Cắn á. Một đứa này cắn được đâu. Thôi nó. Xem này. Xem cũng cái dĩ rồi nè. Vậy đó. Đó. Không có khó thoát khỏi tay Lai được. Cái này 100% lắm. Cớ nào mà chạy nó bị hai lần rồi cả nhà. Hai lần. Thử rồi, nhóm thử rồi nhiều. Đón không? Có nhiều. Ký 2. Coi coi em này còn ký 2 cả nhà. Trời ơi nhỏ xíu gì mà nó quậy bẫy hai lần này cả nhà. Không phải đâu, chưa chắc à. Hả? Chưa chắc à. Hay là còn bự hơn. Chưa chắc em này quậy à. Rồi, cho vô đi. Cho vô giỏ sách cả nhà. Cái kế tiếp ta quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Để Lai đặt sẽ đặt lại cái bẫy này, ta sẽ dời với tiêu trồng. Thủ té hàng khủng nè. Miễn con này không phải là Lai quýnh vô đây sẽ dính hàng khủng cả nhà. Đó trong khu đó. Ở đây lại có một cái nha. Sập nữa cả nhà. Trời ơi chuột cả nhà ơi. Mấy cái bẫy này sập là hết hồn không nghe cả nhà. Tỷ lệ dính cao lắm á. Tán chuột cũng nhìn mà.
Để Lai bỏ vô cái tiếp là quay chia sẻ nha, xem cả nhà. Ở đây lại con cái nữa cả nhà. Sập nữa cả nhà. Trời, đường mòn gì trống lỏng cả nhà ơi. Không có chuột nữa rồi. Rồi chuột nữa cả nhà. Đó, biết thiệt. Cũng nhum nữa. Để Lai bỏ vô cái clip rồi quay chia sẻ nhà, xem cả nhà. Hai cái dính liền luôn, cũng dùng không. Bỗng Lai đặt ở đây nè cả nhà. Rồi khóa bẫy là Lai hoài. Bây giờ quét lên đây. Phải là Lai để chặn chỗ đó thì cái tỷ lệ dính cao nữa cả nhà. Bây giờ để cho nó dễ dính hơn, mới sập không. Sập rồi cả nhà ơi. Dính cái cây, dính cái cây. Khui, khui. Dính. Trời ơi, hàng khủng nữa. Trời ơi, quá trời rồi. Quá trời con này rồi cả nhà. Vô rồi, bể túi luôn, bể túi rồi. Hết biết rồi. Hết biết rồi, hết biết rồi. Con này từ 1,5 kg ăn lên. Quá đã mà Lai biết lắm mà. Hết chạy. Trời ơi, nó ngon. Chưa từng để nói thiệt là cả nhà. Hàng khủng, hàng khủng, hàng khủng. Khóa 7,000. Lai giờ xuống này là kể như hết thoát mà. Để Lai đem ngoài bắt luôn cả nhà. Xuống. Bữa nay chúng tới cả nhà ơi. Hồi tuột vậy là kêu bằng hút chúng luôn chứ không còn chúng thì nó chúng nữa. Anh Vũ bắt cho Lai luôn cả nhà. Bữa nay Lai chúng tới cả nhà. Còn cũng mấy cái im lắm á. Mấy cái là khả năng dính rất nhiều, rất cao luôn. Chúng là anh em ở đây chúng hết. Rồi anh em bữa nay ai cũng được chúng hết nên cả nhà, mà Lai chia sẻ một phần của Lai thôi. Ai cũng chúng bằng như Lai hết nên cả nhà. Chứ không phải là chúng hiền đâu. 227, bữa nay Lai thăm chỉ có 227 rồi, với Lai thêm sáng 5 cái nữa. Là được 走走走走. Hồi sáng rồi mấy cái ta? 5 cái nữa là chuyến sau là thăm tổng cộng 27 cái. Đi sao hơi nhiều chút đó nha. Tổ đại. Quá đã nghe cả nhà. Để Lai cho dù tôi cho dù giữa sách thì cái tiếp tôi quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Ở đây Lai có cái cả nhà. Cái này hồi rồi đặt im lắm mà Lai nói thăm tỷ lệ dính cao lắm mà không dính luôn. Bữa nay dính như thế nào đây? Thế sập rồi cả nhà. Mà dính con gì thì chưa biết. Trời ơi, dính sóc. Nằm hết hồn thiệt. Trời ơi. Hốt cấp đất cả nhà. Như là đặt lại cái tiếp tôi quay chia sẻ nha, xem cái nhà. Ở đây tròn có nhóc chân mà dính sóc. Ở đây lại có con cái nữa cả nhà. Vô rồi cả nhà ơi, dính nữa rồi. Dính nữa rồi. Trời ơi, đã tới sợ cả nhà rồi. Còn này ký mấy nữa à. Còn này ký mấy nữa nha cả nhà. Hàng cũng nữa nè. Nhà ta sát bên cả nhà. Có lại đặt ngồi lắm. Một mắt 7, 2 dính cả nhà. Chơi rồi, liều. Để kiếm chỗ khác là bắt nha cả nhà. Quá sướng rồi. Anh Vũ bắt cho Lai luôn cả nhà. Con này là thuộc gì là cũng hàng khủng nữa cả nhà. Con này chắc khoảng theo là đón tự nhiêu anh Vũ? Chắc hàng tầm 1,5 kg. Ký gửi ăn lên. Anh Vũ nói đón ký gửi ăn lên cả nhà. Con này mà mập từ giá theo mà Lai nghĩ đó, chắc con này từ giá 1,6 kg ăn lên. Bị vừa con màu lông đó thì quá già hả anh Vũ? Đầu chừng dần phải không? Bạc hết rồi. Đầu chừng dần luôn á. Này chắc trên ký gửi quá. Trên đâu? Trên ký gửi. Quá trời cái đầu mà. Ôi rồi. Nặng không? Nặng hả? Em này trên cái anh Vũ nó trên cái gửi đó cả nhà. Hết nói đỡ đã rồi. Trời ơi anh sướng. Còn hai cái mà cái cuối cùng của kỳ rồi cả nhà. Tao em này trên cái gửi rồi. Em trên cái gửi rồi. Quá trời luôn.
người ta cái nhà không cảnh với lan cái nhà, người ta nhìn vô quá trời luôn, em trên ký gửi cái nhà quá sướng rồi, một vỗ sách chồng luôn hết biết luôn rồi cả nhà. Để lại cái tiếp là quay chia sẻ nhà xem cái nhà. Cái này là cái cuối cùng của chuyến năm 7 hôm nay luôn cả nhà. Cái này rồi tỷ lệ cũng xảy nè. Bên đây cái gì anh Vũ? Đây mà. Bữa nay vô thế nào đây? Trời thành như thấy với chú cái gì anh Vũ? Còn không có sập. Thôi rồi khóa 7 like và chuyến này không sập luôn cả nhà. Khùng nó ớn không? Cái này trước sớm muộn phải chín à. Còn nguyên luôn cả nhà. Kệ gì. Ê, anh Vũ ơi. Móc chuối tôi ăn sao ngồi móc chuối ăn kìa. Ừ. Trời ơi, ngồi sao móc chuối anh Vũ ơi. Khùng thiệt. Cái này bẫy sao ta? Rõ ràng còn sao móc chuối nữa thấy không? À. Ngâm cứu để vậy là để sao đây nè. Chắc máy đi. Lai thăm bảy cũng đã xong rồi cả nhà. Thì bữa nay á, Lai trồng á, thì Lai không cho Lai sinh là không có cân đi cả nhà. Là tính từ con thôi, cho lẹ chút. Giờ cân cũng vậy mà mất là mất thời gian cả nhà xem cả nhà. Thì ở đây Lai đã được hai em. Hai em đó. Dưới bên đây ba em. Bốn em. Năm em. Năm em. Rồi bữa nay Lai tổng cộng là có 23 bẫy cả nhà bị gì á hồi rồi á. Thì mấy cái bẫy kia Lai rút về Lai sửa lại chứ không phải là Lai đem theo. Thì Lai tổng cộng là đặt 22 bẫy. Dưới rút về ở dưới bữa nay cho bò đạp hết cái là có 23 bẫy đó cả nhà. 23 bẫy thì dính được 5 em. Đó. Thì cho Lai xin không cân ngang cả nhà. Bởi vì số lượng này cũng nhiều, số lượng này thì so thì theo Lai nghĩ số ký cũng nhiều lắm đó. Bởi vì con hàng ký mấy không cả nhà. Hai dưới Lai được hai con chồng khủng. Một con thì trên 1 ký rưỡi á. Còn một con là khoảng gần 1,6 kg nha cả nhà. Con này còn hoàng khủng nữa nè. Cuối clip là cho Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Lai xin hẹn cả nhà clip tiếp theo. Lai và anh Vũ xin mến chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà, cả Vũ ơi. Chào cả nhà nha.